chào toàn thể tất cả anh chị. Nếu cho tôi được hỏi sự kiện nào chúng ta mong đợi nhất trong năm 2022 thì đó chính là sự kiện Hội nghị MDAT 2023. Vậy thì trong sự kiện sẽ có những nội dung bổ ích lý thú nào? Thì xin mời tất cả anh chị. Let's go. Không khí của Hội nghị MDAT 2023 vô cùng tuyệt vời. Rất là sôi động, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng, cực kỳ hoành tráng và tuyệt vời. Với sự kiện ngày hôm nay thì Thủy thấy rất là chuyên nghiệp so với rất là nhiều cái sự kiện được diễn ra từ đầu năm. Hoành tráng, sôi sục và ấn tượng. Một không khí rất là đông vui và mọi người rất là hào hứng. Trong suốt thời gian vừa qua thì AA chúng ta đã có rất nhiều các chương trình để hỗ trợ cho lực lượng MDRT, như các hội nghị thường niên, như các chương trình đào tạo, các cơ chế chính sách cho lực lượng MDRT của chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Trong đội nhóm của Thủy và bản thân Thủy có cái cơ hội học hỏi từ những anh chị mà họ làm được cái câu chuyện MDRT rất là nhiều lần. Thế thì sẽ truyền cảm hứng cũng như là nuôi dưỡng cái khát vọng của những bạn trẻ. Và đặc biệt là một trong những cái tổ chức mà có 7 năm liên tục dẫn đầu cái lực lượng MDRT trên toàn cầu. Mình rất là mong háo hức để được nghe và lĩnh hội những cái kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài là người đã rất thành công và đạt được những thành tích rất cao. Thì mình cảm thấy là mình sẽ phải cố gắng đạt được MDRT 2023 cho bản thân và cũng mong muốn là sẽ về để chia sẻ đối với mọi người về những cái năng lượng mà mình nhận được ngày hôm nay. Tham dự các cái buổi hội thảo này thì rất là quan trọng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Một diễn giả nổi tiếng đến từ Malaysia, và Huyền rất là hâm mộ và hôm nay được gặp trực tiếp người bằng xương bằng thịt. Rất là vui bởi vì buổi chiều ngày hôm nay được nghe Mr. Lim chia sẻ những cái bài học rất là hữu ích, và tôi đang chuẩn bị một cái tinh thần hừng hực để có thể về đích trong quý 3 tới. Thì đây là phần mà mình thích nhất, thì mình cảm thấy là giúp cho mình có cái nhìn nhận lại về cách chăm sóc khách hàng, giúp ích cho cái công việc của mình nó tiến xa được hơn nữa. Có thể nói là tôi có 3 cái tính từ duy nhất mà tôi có thể miêu tả được, đó chính là nhiệt huyết của mọi người, sự tích cực, năng lượng tích cực. Buổi tối có gì đang chờ đón tất cả anh chị thì xin mời tất cả anh chị chúng ta sẽ bước vào phòng gala để chúng ta cùng lắng nghe những cảm nhận những người đồng nghiệp chúng ta. Một cái đêm gala nó rất là tuyệt vời như thế này. Đây cũng là động lực để bọn em về phần đấu làm MDRT năm 2023. Mình là rất là tự hào vì mình đã từng là MDRT và cũng rất là mong rằng là đội nhóm của mình cũng rất là nhiều người cũng đạt MDRT và cũng có niềm tự hào như em ngày hôm nay. Cảm thấy là rất là vui và tự hào có được những cái thành tích rất là lớn, đóng góp vào thành công chung của lực lượng MDRT của AIA Việt Nam ấy. Trở thành MDRT thì có những cái tích cực về công việc và cuộc sống của mình, giống như là mục tiêu lớn hơn, mình muốn phấn đấu để đạt những cái danh hiệu cao quý hơn nữa. Đối với tôi thì để đạt được bất cứ một thành công nào cũng cần 3 yếu tố, đó là niềm tin, lòng say mê và sự kiên trì. Mình đã rất là nỗ lực, kiên cường và chăm chỉ. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải đưa ra cái mục tiêu của mình là mình sẽ cố gắng vì cái mục tiêu đấy. Cho nên là hàng ngày, hàng giờ đi làm ấy, luôn luôn nghĩ là phải cố gắng và phải cố gắng. Hành động nhất quán giữa hành động và cái suy nghĩ của mình để giúp bảo vệ nhiều gia đình, nhiều khách hàng hơn. Đối với mỗi một chia sẻ của diễn giả thì đều là những bài học giá trị. Và đối với bản thân tôi thì tôi thích nhất phần chia sẻ của ông Lim, đó chính là về nội dung nghệ thuật tặng quà cho khách hàng. Cảm ơn AA đã tổ chức những cái hội nghị đem đến cho bọn mình cơ hội học tập, được lắng nghe những cái diễn giả từ nước ngoài, cũng như được lắng nghe những chia sẻ từ các đồng nghiệp. Cảm giác rất là hưng phấn, hứng khởi bởi vì ban tổ chức đã có một chương trình rất là hoành tráng ạ. Vâng, thưa tất cả anh chị, chỉ còn một vài phút nữa thôi, chương trình hội nghị MDRT chúng ta đã kết thúc. Tôi tin chắc rằng đã giúp cho tất cả anh chị chúng ta có đủ động lực để chúng ta có thể về đích thành công MDRT 2023.